chào, tôi là Katie Nguyễn, đến từ thương hiệu thời trang Sita. Đây là mùa đầu tiên Sita tham gia Vietnam International Fashion Week, nhưng mà tôi thì từ lâu vẫn theo dõi và cảm thấy rất là vinh dự và háo hức. Phong cách thiết kế của Sita từ những ngày đầu tiên thành lập đã được định hình một cách rất là rõ ràng, đó chính là sự hiện đại, quyến rũ và có một phần nào đó táo bạo. Những cô gái mà Sita hướng tới là những cô gái của thời đại mới, luôn yêu thích sự tự do, phóng khoáng, đặc biệt tự tin và đặc biệt rất yêu bản thân mình. Luôn luôn muốn tôn vinh những nét đẹp của người phụ nữ, đó là những đường cong rất là gợi cảm, rất là đáng yêu. Lần này tham gia Vietnam International Fashion Week, Sita mang đến bộ sưu tập mang tên Dolce Vita, tiếng Ý có nghĩa là cuộc sống ngọt ngào. Và đây cũng chính là một cái tinh thần mà Sita muốn gửi gắm thông qua bộ sưu tập này. Cảm hứng của bộ sưu tập này đến từ miền đất Địa Trung Hải. Nói đến Địa Trung Hải thì mọi người đã có thể hình dung ra luôn, đấy là hai tông màu xanh và màu trắng. Nó không những chỉ mang lại cái sự mát mẻ, tươi mát, bay bổng, lãng mạn. Nếu như bạn mặc cái tông màu xanh trắng vào một ngày hè thì sẽ làm cho bạn yêu đời hơn rất là nhiều. Ba tính từ để miêu tả bộ sưu tập Dolce Vita của Sita: thứ nhất chắc chắn sẽ là gợi cảm, bởi vì đây chính là bản sắc của thương hiệu Sita. Thứ hai chính là sự lãng mạn, bởi vì tông màu xanh trắng, phong cách Địa Trung Hải chắc chắn là rất lãng mạn. Và điều thứ ba chính là yêu đời. Điều mong muốn nhất của tôi gửi gắm vào qua bộ sưu tập Dolce Vita của Sita lần này, đó chính là mang lại được cho các cô gái của Sita một mùa hè thật là vui vẻ, lãng mạn, bay bổng, và một mùa hè yêu đời, celebrating life.